Hôm trước làm những phần chuyển màn hình cả. Đấy, chuyển từ thực và thực sang màn hình và mình tham thử cả. Hôm trước chúng ta đã là học theo các ánh sáng từ màn hình sang từ màn hình. Rồi chúng ta tạo ra những cái mảng, các cái mảng đối tượng dựa vào các cái kiểu người từ ý ở đó. Thế về ý đồ là như này này. Tức là khi chúng ta vẽ lên màn hình đấy, thì ở đây đấy là toàn màn hình đúng không? Đối tượng là toàn màn hình. Nhưng mà cái mà chúng ta cần lưu thì là chúng ta phải lưu ở thế thì bây giờ là như này. Tức là nếu mà chúng ta ví dụ chúng ta vẽ một cái điểm ở đấy, điểm như vậy đó, thì chúng ta phải cứ mỗi lần vẽ điểm thì bởi vì đây là nó là gì, trên màn hình, đúng không? Trên màn hình, do đó chúng ta phải ánh sáng về toàn bộ thực và chúng ta lưu cái điểm này ở trong toàn bộ. Khi mà cần thì chúng ta lôi cái anh này ra, chúng ta ánh sáng ra màn hình và chúng ta vẽ. Thì lúc đấy nếu thay đổi tham số ánh sáng, chúng ta sẽ có cảm giác là gì, như là zoom với pen, tức là gọi là thu nhỏ. Thế thì ở đây đầu tiên chúng ta phải làm một cái hàm, tức là gì, khi nào chúng ta thêm đối tượng đó. Thì thêm đối tượng ở đây chúng ta sẽ gồm có 3 thao tác. Một, chúng ta có cái mảng đấy là chúng ta sẽ gì, tăng cái số đối tượng lên 1. Và thứ hai là khai báo lại mảng. Và lưu ý tất cả hai cái khác thì ở đây chúng ta ví dụ chúng ta đang phải n, chúng ta khai báo lại thì nó thành là cộng thêm 1. Đấy, và cái bước thứ ba là chúng ta là cập nhật. Tức là mỗi một lần chúng ta vào thêm một đối tượng vào thì chúng ta sẽ phải làm như thế này. Thế bây giờ chúng ta có 5 loại đối tượng, đúng không? Point này, line này, second này, quay line vân vân, đúng không? 5 loại. Đây chúng ta làm thử một cái point. Chúng ta đặt một cái chương trình con có tên là gì? Add có nghĩa là thêm. Add point. Ở đây. Add point. Ừ. Gọi đi rồi. Enter để nhớ. Đấy. Tức là khi mà chúng ta đặt cái đây bắt đầu có tham số này. Endpoint thì cái mà chúng ta cần cập nhật đấy, đúng không? Là một point nó sẽ có gì? Có giá trị RX và RY. Thay vào đây. Thế đầu vào. RX 1. Rồi, mày RI 1. Rồi, đấy là hai cái gì? Tức là hai cái giá trị mà tọa độ x và tọa độ y chúng ta cần phải
cập nhật vào cái đối tượng cuối cùng này. Thế bây giờ chúng ta làm một cái là gì? Tăng đối tượng lên một. Lúc nào? Đối tượng chúng ta kiểm soát bằng cái biến là point count. Control. Point count nhìn thấy chưa rồi? Bây giờ muốn tăng nó lên một thì làm sao? Tăng point count cộng 1. Bằng point count cộng 1. Rồi, enter. Thế như vậy là gì? Cái đối tượng cuối cùng này nó chính là quay cao này. Bởi vì nó bị tăng, mà cái đối tượng này là ấy, bên chúng ta mới thì khai báo lại mà. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta dùng cái từ khóa là ready, nhưng mà ở đây là phải giữ nguyên cái đầu nó ready, tôi dốc. Tay ra. Reserve. Cái này phải nhớ rồi. Rồi. Bây giờ cái mảng của chúng ta có tên là danh sách point. Danh mảng là danh sách point. Không, cảm thương mà. Ở nó có ở dưới. Đấy, control point. Rồi, mở ngoặc. Đấy, bây giờ chúng ta là gì? Chính là cái cuối cùng là quay cao. Chúng ta tăng lên 1 rồi. Control. Rồi, enter. Như vậy là gì? Tất cả những cái anh mà mảng cái point phía trước này là giữ nguyên, riêng canh quay cao thì quay cao đấy rồi là canh cuối cùng là giống, chúng ta cần phải cập nhật nó. Bây giờ là cập nhật gọi tên để dựa danh sách quay mà ngoặc quay cao là phần trực cuối cùng đúng không? Rồi, bây chấm một cái. Rồi. Bây giờ thuộc tính x của cái anh này thì nó phải là gì? Được gán bằng cái anh. Đâu vào. Rồi, enter. Tương tự như vậy đối với rồi xong rồi. Như vậy là cái hàng thêm điểm này, tức là cứ mỗi một lần chúng ta kích vào cái thì chúng ta phải tính toán là để ra lại đây. Xong rồi chúng ta cập nhật vào thì nó sẽ thêm được một điểm đúng không? Rồi ở đây chúng ta tiếp tục này. Các tham số ánh sáng của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải gán nó một cái giá trị nào đấy, đúng không? Rồi, chúng ta có 5 tham số ánh sáng. Thì cái bước này nó gọi là bước khởi tạo tham số ánh sáng, tức là khi mà nó chưa có gì cả. Rồi. Chúng ta có là V0. Theo định nghĩa V0 và V0 đó là gì? Tọa độ của tâm màn hình trong hệ tọa độ màn hình. Đúng không nhỉ? Ê, hệ tọa độ màn hình của chúng ta vẽ trên cái pixel. Cái anh chiều này là hết, thuộc tính hết. Chiều này là thuộc tính gì? Tọa độ nó như này. Tọa độ của tâm màn hình trong tâm màn hình thì đây nó chính là gì? Đây chính là V0 này. Như vậy là V0 nó bằng cái gì? Bằng
Nhìn trên màn hình vậy không được bằng gì? Cái anh nhìn nó là tâm màn hình. À, nó sẽ bằng cái anh này chia lên cho hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để nó ở đâu? Đấy, để nó là để khi nào chúng ta thay đổi anh này thì chúng ta phải thay đổi anh bên không. Do đó chúng ta phải để nó ở sự kiện beside. Đúng không? Bây vào quick view. Bấm nút đấy, chọn sự kiện quick view. À, chọn sự kiện beside của quick view. Rồi em chọn nó vào V0 bằng quick view chấm quick chia 2. Còn là cái anh này bằng quick view. Không cao được một cái cổ. Cái cô ơi, không kéo nữa. Được chưa? Bây giờ bình thường là chúng ta cho em ở một, tức là gì, hệ tọa độ màn hình và hệ bản đồ cực kỳ là giống như nhau. Và em ở một. Rồi bây giờ chúng ta có thể cho tùy ý. Đây giả sử đây là cái hệ, đúng không? Chúng ta có thể cho là phải enter e và x không. Đây e và x không bằng không đi, e và y không bằng không. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Đấy, bây giờ thì khi mà ấn point vào point rồi, point. Đấy, thì chúng ta phải thêm một điểm vào, cứ một lần bấm point là phải thêm một điểm vào trong danh sách đó. Đấy. Bây giờ ta vào hết point. Rồi. Nhanh. Rồi ở đây là chúng ta cần là phải có giá trị e là x1, đúng không? Nhưng mà cái chúng ta có là gì? Toàn ở trên màn hình do chúng ta phải đánh chạm nó ra. Đúng không? Từ đây lên, enter đây cả. Enter. Ở lên trên này, enter. Còn đoán cho tôi là v1 bằng x. Vy1 bằng y. À. Tại sao phải gán như thế? Là bởi vì là x y đây nó là secant của cái anh này v đầu b, chúng ta khai nó là long, đúng không? Rồi. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta mới dùng hào ánh xạ này. Bây giờ chúng ta cần ánh xạ từ gì? Màn hình sang thực, đúng không? Do đó chúng ta phải dùng hàm Lx. Ở đây vào đấy. Lx mở ngoặc tức là hầm
M đúng không? Đấy, cái chúng ta có là BX1 đúng không? Đúng không? Vậy. Vậy vậy. Bây giờ nó đòi hỏi là RI1, nhưng mà cái chúng ta có là gì? VI1, do chúng ta lại phải dùng hàm ánh sáng RI. Rồi, như vậy là cứ mỗi một lần bấm chuột là chúng ta bỏ cái điểm này vào trong cái mảng của chúng ta thêm, đúng không? Rồi, bây giờ như này. Bây giờ tôi muốn là gì? Tôi xóa toàn bộ đi, vẽ xong tôi xóa toàn bộ và tôi vẽ lại, được không? Đấy, thì bây giờ bấm vào đây. Bây tôi muốn là gì? Sau khi tôi xóa xong tôi lại lôi tất cả các điểm ra tôi lại vẽ lại, được không? Thì bây giờ phải dùng gì? Dùng hàm connect, đúng không? Tức là for y bằng 1 cho tôi qua cao. Qua đi, gọi cho gõ cho y nhỏ bằng 1 to qua cao. Next luôn, next luôn. À, đấy, cậu chứ con next mà cậu không nhớ được thì vẫn cứ đi. Rồi, bây giờ trên này, đi cho tôi cái bên y này này. Đến chạy, đi cho tôi. Enter. Đi mà để xem được bằng cho anh này, đúng là học chẳng. Sao lại đi mà lại bằng được, đi mà chỉ có S thôi. Rồi bây giờ thế này, tức là chúng ta sẽ lôi ra từng điểm, đúng không? Cái mảng của chúng ta là thế này, y nó sẽ có thuộc tính này, nhưng mà chúng ta lại phải ánh xạ nó thế. Sang màn hình chúng ta không vẽ được. Rồi, enter. Đáp vào, với một bằng. Rồi, dùng hàm với. Đúng không? Đúng không? Đấy, ánh sáng cái anh này, ánh sáng thuộc tính gì là sao? Đúng không? Thứ y đúng không? Rồi, đúng không? Rồi, tương tự như vậy đối với VI. Rồi enter. Rồi bây giờ chúng ta đã có cái vị trí vẽ là chúng ta hàng dùng hàm vẽ điểm. Đúng không? Cứ thiết kế được fix view chấm không nhìn tôi nữa. Vẽ điểm là gì? Vẽ là rồi, process. Rồi, đấy, vị trí vẽ này. Cú pháp nó như thế nào? Mở mặt ra đúng không? Cái này mình nhớ rồi. Rồi, bây giờ chạy thử. Rồi về vẽ ra thôi một vài điểm. Điểm như vẽ line thôi. Cậu nói cậu làm tức chết được ra lệnh cứ lại làm ngược thế thì cứ nói gì nữa. Chạy lại đây. Vẽ một vài điểm ra. Rồi, vẽ một vài cái line nha. Làm cho sức khoát nào. Rồi bây giờ lên. Bây giờ giảng này. Bây giờ lên view này, nếu mà chúng ta xóa thì line nó sẽ bị xóa, đúng không? Nhưng mà quay thì nó còn phải giữ nguyên. À, như vậy là quay giữ nguyên như thế là thành công rồi. Rõ chưa nhỉ? Rồi bây giờ để hiển thị thư phóng này. Đây chúng ta bắt đầu làm này. Bắt cái này đi.
Bây tôi muốn làm cho anh là zoom in. Đấy. Thì M tôi thay đổi. M bằng M nhân 12. Và chúng ta lại thấy là thì đây là chính là zoom in. Rồi enter. Gọi ra mấy lại ra. Thằng mấy lại đâu? Đây này, thằng vi đo đây. Thằng vi đo đó. Đây, tên nằm ở đây này. Click vào đây. Lấy cái tên hàm lên. Kích nút vào. Cũng kích nút vào đấy. Rồi, băng tôn C. Băng tôn V. Rồi, chạy thử. Vẽ đi, vẽ quay đi. Vẽ nhiều à? Rồi. Đấy, như vậy đấy, được không? Không to rồi, zoom out thì ngược lại. Zoom out thì làm sao? Em bằng cái M chia cho 2. Thêm nữa, thêm để to. Và cũng vậy đấy à? To nữa rồi. Ừ. Thì đây là zoom out. Hai lần đấy. Bị luôn. Mày vẫn có bị kia luôn chứ. Mày chứ hôm nọ giờ mà thao tác nó không chuẩn. Không sao, không bằng nhau. Cái mà không bằng nhau. Chuẩn. Người nhà chẳng chưa luyện gì cả. Tên lại chẳng chưa luyện rồi. Đến khi học luôn 3 buổi rồi mà vẫn cứ như thế này thì tôi còn chết. Chạy thử xem nào. Đấy, bấm F1, F2 thôi. Nó có cái lợi ấy rồi. Đấy, thấy chưa? Phóng to F2. Nhìn chưa? Rồi, tương tự như vậy làm cho tôi cái lệnh F-Line. Tương tự như vậy. Đây, lên trên này. Rồi xuống dưới. Sau khả năng thằng F-Y đâu rồi, F-Y nào? F-Y ở đâu? Bấm đây tìm ra này. F-Y như thế. Rồi bây giờ làm cho tôi một cái anh tương tự sau cái này và sub x line. Nếu mà x y có hai giá trị thì x line nó sẽ phải có mấy cái giá trị? 4 giá trị đúng không? Rx1 và rx2 rx2. Làm giống hệ như thế, cũng gồm 3 bước. Đầu tiên là tăng số đối tượng lên 1. Xong khai báo lại đối tượng. Xong cập nhật cái thủ tính của đối tượng. Đúng không? Vào đây. Mọi người giữ kia làm đi. Rồi bây giờ trên là khoai cao bằng khoai cao cộng 1 thì bây giờ nó sẽ là gì? Lai cao bằng lai cao cộng 1. Quá đơn giản. Trên là rating đi rất danh sách quay mà mặc khoa cao thì ở dưới này sẽ gì? Rating đi rất danh sách line. Một khoa cao một thể.
trên thì là cập nhật hai giá trị, thì ở dưới là cập nhật bốn giá trị. Giống thể quay gì kỳ quay đấy nhỉ. Đang lại mãi gì ở trên. Thế mày thích trong video đâu à? Không biết đang gọi gì đúng không? Mày có biết hai cái thằng đấy sửa số 1 số 2 sau cái số lần bấm chuột không này, rồi đấy là bấm chuột thứ hai. Trên là S coin thì bây giờ nó phải là S lại. Rồi chúng ta có S một nhưng mà nó đòi hỏi S một thì chúng ta lại phải dùng hàm ánh xạ gì S. Rồi, phải rồi, rồi, bây giờ đòi hỏi là L1, chúng ta có V1, V1. Rồi, rồi. Chúng ta có V, X2. Rồi, rồi. Đúng rồi. Tức là mỗi lần chúng ta máy like chúng ta sẽ lưu được cái anh này vào trong cái mảng đấy. Rồi, đây rồi các con. Bây giờ lại mở cái anh video ra. Ở ai mà cũng chảy. Chỗ lưu vào mà cũng lôi ra nó vẽ làm sao mà nó vẽ là làm video đâu. Ok này, đến bây giờ vẫn có được. Đấy, bây giờ này, bây giờ trên là duyệt từng điểm một thì ở đây là duyệt từng đoạn một. Trên là foi bằng một cho tới gì, quay cao thì ở đây là gì? Rồi trên là chúng ta tính là V1, V1 thì ở dưới chúng ta phải tính bốn giá trị V1, V1, V2 và V2 và cuối chặng cũng được như vậy. Thank you.
Cái này mình thua coi, vẽ lai gì? Trừ một phát. Vẽ lai không biết thì cũng nói gì nữa. Biết mà nó quên rồi à? Quên thế. Ơi, bên chạy thử chứ nào? Đấy, một vài cái like mà nếu mà đi đó nằm yên để tốt là được. À, phải zoom, bấm F1, F2, đấy, thấy chưa? Có anh ăn theo, tai ăn theo, tương tự như vậy làm nó tương thì anh sân cần như rồi. Sân cần thì đầu tiên tôi lại làm cái hàm S sân cần. Có 3 giá trị. RX1, RI1 và RR1. Cứ thế mà làm. Phải bấm đây này. Cậu này, cậu không biết xử nữa đấy, cậu tìm rất lâu. Bấm đây này. Trời. Bấm lên trên lần này. Rồi ạ, à, em tìm lên. Đến bây giờ mà Hoàng làm một con lúng cang đúng. Thò cho nên tôi đá cho ngay. Điên cái người. Đến bây giờ học ban buổi thì mình thao tác còn chậm thế. R1 đã là một công tắc. Tính chất đồng nhất của nó là rất quan trọng thôi sao đâu. Nắm một ở hắn tất cả. Sức cân bằng sức cân cao cộng 1 nên là không phải ready user bỏ chi thế đó vẫn đang đối tượng như thế càng nhất. Đây là lúng túng. Kéo hết đi. Bơ nhập. Không, hôm nay cái máy không anh bị lóng đi.
đã tìm cái chỗ rồi đấy. Mông đau thì bấm chuột lần thứ hai nữa. Đây này. Đấy, sau đây này. Chúng ta không có hàm LL mà chúng ta có hàm LS. Biển này quá nhiều nữa. Từ tao nhớ lại buổi nắng lắm vậy, lại còn cái vẽ rồi đấy. Chắc đéo là cái cưới nào chị em không biết tuổi nên đéo mất bằng nữa nhỉ? Đéo là cái kìm nữa không, các bạn lại nóng lắm, mùa hè này nóng lắm. Ơ máy à? Từ mấy này cái này mày tao đâu, mày tao cái này rồi tao nhắc lại cái này rồi phế đéo gì cái gì làm mãi từ đầu mày lại chắc mày cái gì luôn. Đương nhiên rồi, mày đã chuẩn mày đã rồi. Bây giờ lúc nào thầy dạy cái gì thì riêng cái đấy thì riêng làm mãi chả biết gì. Tầm hứa hôn chúng ta không nên nung chiều bạn quá, tôi nhất tối nay không muốn bài. Chạy thử cái biên là mày đang vẽ đâu bạn à quên mất chấm. Phải trừ mày. Kéo này giải cái gì đi. Mày xóa tao đi, xóa tao đi ạ. Xong quay cái coi kia biết đấy là vào tủ lạnh nha. Xong rồi vào sơn cần xe tủ lạnh. Kinh nhớ cái thứ này mày thấy nhỉ. Đây. Hai anh sẽ đứng ra ngoài đi đây đặt. Bây giờ không.
À phải, phải mà. Phải bây giờ ơi. Ừ. Lập tức cấp đi luôn, đi học như thế sao mà học được gì? Rồi anh lớp trưởng rồi, đi thôi. Năm anh chưa đến hôm nay tôi không nhắc lại nhiều đâu. Bạn ra ngoài và ghi lại tôi cấm thi luôn. Đến học và ngồi anh thì ngủ, anh thì không có máy tính, làm gì? Ê, cậu xuống đây, cậu ấy, ba anh chưa, cậu năm anh chưa đứng dậy. Đi lên mấy ông đồ em đi nào. Không mất máy, cậu đừng có chống đối. Tôi nhắc lần này lần rất nhiều lần rồi. Ba người này. Không có nữa đâu. Đi tôi thấy rồi, 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 đến học có không trường học không làm được cái gì đến đây có tác dụng gì cô có sai đâu không không chạy à không đâu cái này sai cái gì lỗi này S S R S R S R S chứ phải R R tôi không cần các bạn đến học, các bạn ngồi chơi lên trở thêm. Tôi nói là cái anh này là nhìn và làm theo. Cứ ngồi chơi đi làm học cái gì. Bây giờ nó sai đâu đâu. Bây giờ nó sai 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 đâu. Bây giờ nó cái này cái trong V là một thằng chạy nó sẽ đấu cái dòng này này VS sửa rồi không được vẽ một cái đường trên vẽ cái đường tròn đi cái vẽ đây được vẽ đi đi rồi có được đâu không hiểu ở đây là V rồi V tớ viết xong cái này V rồi chạy cái đây vẽ đường tròn xong rồi đi được rồi này vẽ đường tròn đi không ấn đi ấn zoom đi F1 đâu một đây ấn đi to này còn gì nữa tớ không được ai biết được tớ chạy được rồi bây giờ tớ thử đây đi được đâu nó vẫn không mất này này cho nên nó đau ở đây này dòng này luôn sao các không có lỗi cái tớ đau lỗi gì thế mới hay chứ thế mới hay chứ chạy rồi một cái thiếu gì bây giờ đây nhìn thấy được máy đầy máy đó tôi ngồi nên tôi không muốn học ừ vừa anh cầm máy đi chạy rồi chứ là sao nó không chạy đây là B đúng rồi nhưng cái của tớ sẽ chạy đến đây nó lại báo cái này cơ mẹ em thấy đi sai chỗ nào nữa chứ làm gì có chậm chỗ đấy bởi vì chỗ đấy nó giống nhau mà đây mình quay lại chỗ đấy mà xem
tập không làm. Tôi nói làm theo không kịp nữa là ngồi chơi như là sao mà làm cái gì. Đây đây nó báo đây nè. Cái này đúng không? Mình không biết mình chạy được không? Được rồi, thôi đi, kiếm máy và ấy làm đây. Vân bảo lỗi lên này. Cái gì người bu đi lại không? Hả? Bây giờ người bu đi lại không? À, cái mà chúng ta làm xong quái rồi, mình đang làm tin tập. Rồi xong cái sân chân chưa? Rồi ạ. Em chạy vào lỗi có thể ạ. Có chạy được không? Em chưa chạy. Cái máy này chạy được, cái máy bên chạy được. Cái này chạy được, cái này nó lại báo lỗi cái dòng này. Để nó báo lỗi chứ bình thường lập trình báo lỗi nó mới là tốt. Là mày nó không báo lỗi như nào. Không báo lỗi là làm mấy là giờ. Chạy đi. Chạy đi nghe. Chạy đi chạy xem nào. Đây ạ. Lại đây. Cái gì đây? Tiếp. Làm muốn gì ạ? Về gì đây? Về là một chưa khai báo để nó báo lỗi này. Về là một chưa khai báo. Đó thì đấy em phải lim dây về là một. Đúng không? Hoặc là đi một trên một nó to quá thế này nhìn như thế này đúng không? Vậy là giá trị này chưa được xác định đúng không? Chưa được chưa phải nói về và tại sao cái VI1 là được khai báo trên trên là ở phía trên cứ đâm đợi đấy nó biết còn VE là một chưa khai báo à? Cái chỗ này có em có 3 cái này đến đây á. Được chưa? Được cái này. Bây giờ anh tách là bây giờ anh tách tương tự như vậy. Em tách được. Cô la cũng tạo làm sao? Đến ở đây này. Tách thì có 3 giá trị, một là vị trí biết tách, đúng không? Thứ hai là cái bản thân cái tách. 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 Ok. Xem vừa cái nào. Test thực chế. Tích cao. Ờ. Đi ra bây giờ mình biết. Đây bây giờ ghi vào đây cái gì là tích hay là cái gì? Tích ăn gì? Tích ăn tích. Được chưa? Đúng rồi. Chấm tích, chấm tích.
tất nhiên là bằng gì. Không đi làm đi, không đi làm em ngồi nói chuyện gì đấy. À, nó đéo thực kia. Giờ giờ cái gì đâu này. Ừ. Đấy là cái gì gắn dính một đó, nó là xuống lên mà. À. Đấy một cái gì đó. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Bởi vì x y nó là khai báo trên nó là sinh vật và b của chúng ta nó là lo. Rồi là đã tách. Ý kiểu là đúng rồi. Chúng ta vẽ cái nào chúng ta cho nó vào cái đấy, đó. Cả cụ trên kìa, pin kìa. Đấy. Cả cái đấy nó mới là một miếng. Đi ở đâu nữa? Anh nào làm cái hàng ứng xạ sai thì nó sẽ chạy. Để em là gọi là khi đi đo là nó sẽ chạy đúng không? Đâu quan trọng nhất là cái hàng ứng xạ này thì đúng. Bạn cứ anh thế này. Điều đó quá sợ. Đây là vẽ cách như nào? Đầu tiên là dynamic, thuộc tính dynamic của nó, cái điều đó. Sao thuộc tính là loại? Nó bằng cái gì? Rồi, hãy thử xem nào.
Rồi ạ. Quan trọng nhất là cái hàm kia đo kia kia vẽ ra nó phải đứng yên tại chỗ. Xem cái gì nào? Thì lúc đó là F1, F2 nó không to kia nhỏ. F1, F2 nó muốn thay đổi tham số ánh sáng xong mày lại hết. Được rồi, đi xuống nào. Em thấy sao mỗi lần em chạy thiếu bộ chữ chấm này, chữ chấm, chữ chấm, chấm một cái đó còn thiếu giá trị đấy nhỉ, nó bảo là thiếu giá trị của này, thử chạy cái này lên chắc được. Ok, đừng mà đi bấm bấm vào được cái cứng đầu chạy lại, chạy lại. Cái này hả? Kéo lên cho nó xem. Kéo đến bạn nào rồi? Bao giờ? Kéo xuống nhá, nó chắc tách đấy. Rồi đấy. Con nào? Bé cái gì? Coi à? Thì nó thẳng ra bé cái gì chứ? Bấm bút lên là có gì? Điều cái gì đó? Không biết được. Điều cái gì? Trong coi được chưa? Coi cái thứ hết rồi, có mua cái này. Mày bảo bạn đó á. Cái này thấy nó không ra là phải chắc quá nó chỉ cần làm món ăn được thôi thì là các anh khác nó dùng được, và nó không làm được thẳng tất có sức khỏe đấy không?
cố tình nó lặp đi lặp lại để cho các bạn làm để không bỏ ra không bỏ ra. Anh có mấy người xuống xem mọi người thế nào, thì như thế nào? Mà nó không làm kịp là coi như xe không bao giờ làm kịp cả. Còn tới một đúng là định đúng lại cũng cứ tăng lên không nhờ đi coi như là chịu chết đã thế là khói không có máy tính nữa thì không được chịu không máy tính thì chết. Đây, vẫn chờ y một mà. Cậu là gì? Quay gì? Quay. Đi chuyển đây đâu. Trong 5 tham số anh xạ thì có hai anh quy định, đúng không? Đấy là anh V0 và V0. Đó là cái tâm màn hình, đúng không? Nó view chấm hết chia 2 và view chấm hết chia 2, anh này quy định. Nó chỉ thay đổi khi mà ta đi xa thế thôi, thì ta tính lại rồi. Nhưng mà có 3 tham số chúng ta cần phải thay đổi. E là Y0 và M. M này chính là đề khi mà chúng ta thay đổi zoom in zoom out, đúng không? Khi pen thì chúng ta có thay đổi M không? Không. Không thay đổi M mà chúng ta chỉ thay đổi RX0 và RY0, đúng không? Thế chúng ta thay đổi cách nào?
Pen là trên màn hình này chúng ta kích chuột một cái, kéo hắt chạy ở đây đúng không? Thì cả cái bản vẽ nó phải chạy theo. Có đúng nhỉ? Đúng không? Bây giờ chúng ta làm hình thức cái đá, tức là bây giờ chúng ta làm cái dây trong pen. Lại dùng võ dây. Pen, rồi lệnh bằng pen thì khó rồi. Lệnh bằng pen, lệnh à cái gì đấy? Tên lệnh à? Tên lệnh à? Tên lệnh à? Control, control, cậu phải control, cậu mới nhớ được rồi. Rồi bây giờ vào cái mông dao cho tôi một cái pen về mặt hình thức thì nó sẽ mô phỏng tôi lại. Bây giờ thao tác thì phải nhanh hơn. Rồi đây, vào đây. Enter. Cho một cây pen vào đấy. Rồi bây giờ mô phỏng theo line là cóp cái chuột của line, lấy cái chuột của line đâu, có cái chính xác à? Từ từ lại này, sao lại thừa thừa cái dòng? Tôi nói là không được thừa một dòng, cóp đi nó lại thừa một dòng, cứ tính ở rồi. Customer cái chuột của like. Chuột của like cơ mà. Để lên đi. Đi ấy sao? Rồi. Em là lại thừa rồi. Nhưng mà đây là chuột của like, bỏ cho tôi cái like chỉ khác là thế này, bỏ cái like. Rồi, chăm mâu dùng múc cũng tương tự như vậy. Mâu dùng múc cho tôi một cái pen và copy cái ruột của anh ai mà. Rồi, cứ chạy thử xem nó ra làm sao cả. Có một pen. Bấm cái này đi xem cậu. Rồi, ở đây là nó phải mất đi đúng không? Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Rồi, bây giờ này, mất đi thì thế thôi, ta vẽ lại thôi. Bằng đau, không đau. Rồi pen đây. Không. Vâng. Bỏ cái này đi. Để cho nó cùng màu. Thay thử thế nào. Đấy, thấy chưa? Thấy hiểu như thế nhỉ? Trong ngoài tôi đi sân thì còn trí thương nó là làm thành cái tên như này. Rồi thôi, ta làm này cho đơn giản. Hiểu như nhỉ? Rồi tương tự như vậy là cái hình thức đá của Zoom Window. Zoom Window là chúng ta đỉnh cái mở ra cửa sổ này đúng không? Lệnh được rồi. Đó lại vào Zoom Window. Đấy. Ta vào tên lệnh bằng vào. Nháy 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 nháy. Đã phải ấy rồi nháy. Rồi. Ở phía dưới cũng cho thêm một cây. Đã dùng đi đâu thì nó kế thừa theo pen. Rồi enter. Dùng đi đâu đấy. Hai cái đi. Copy toàn bộ cái chuột của tắc men ấy. Tắc men là phóng. Rồi bây giờ
riêng line thì cho coi là phải phải vẽ, tức là thay vì vẽ cái đoạn thẳng thì chúng ta vẽ hình hộp phải vẽ bên. Rồi tương tự như bạn đối với mông, đối với mông múc cái phẩy B, cái đoạn bích đây, cuối đoạn bích lại này. Cái enter đã, ở rồi. Copy toàn bộ cái phen. Rồi, cái chỗ nào lại thì là phải B đó. Bông. Rồi chạy thử. Xem zoom đâu nó ra thế nào. Tức là về mặt hình thức ra đúng không? À đây. Đấy zoom đâu nó như vậy đấy đúng không? Nhưng mà đây mới là hình thức thôi, bây giờ chúng ta mới phải làm lại. Đấy, pen này. Đấy là hình thức, bây giờ đến nội dung rồi. Nội dung của nó bây giờ chúng ta phải thay đổi mấy cái này. M chúng ta không thay đổi rồi. Thế E là X không? Thì chúng ta phải thay đổi cái này bằng E là X không cộng với một cái delta X ở đấy. Đúng không? Và E là Y không bằng E là Y không cộng với delta Y ở đấy. Cái mà chúng ta có là gì? Hai đường kích chuẩn. Đúng không? Nó chính là delta X. Nhưng mà nó lại ở trong tọa độ gì? Màn hình, nhưng mà cái chúng ta cần thì nó lại ở trong tọa độ gì? Thực do chúng ta phải đánh chặn. Đó. Thì ở đây chúng ta chỉ cần biết này này. Vx một Vx một. Đó là làm cái điểm rất ảnh sạng sang trừ đi Nx Vx2. Bắt đi coi. Đó là cái pen, pen đó. Lại, phiêu pen đấy. Thì chính nó. Công ty này, công ty này. Pen đâu, pen đâu. Ở vẽ xong rồi, nó phải tác dụng. Đó, đó là pen. Điều cắt lại nhé. Rồi xong em này. Đấy, thì bây giờ chúng ta thay đổi tham số ánh sáng và chúng ta vẽ lại này. Đồ gói đây, E là X0, thay đổi tham số ánh sáng. Đúng không? Bằng E là X0 cộng với cái anh này sau nó ok rồi. Tức là chúng ta có hai lần bấm chuột bấm chuột màn hình, và cái mà chúng ta cần thì chúng ta phải đánh trả cái lần bấm chuột sang cái vận thực, đúng không? Rồi bên chúng ta vẽ lại, gọi cái hàm vẽ lại phần này đấy, làm người luôn gì đó. Hàm vẽ lại đâu? Đấy, đi thôi đấy. Gọi như hàm vẽ lại là copy cái này tên nó đấy mà làm cho tập số c đấy mình nhét vào cái chỗ luôn không ạ. Rồi. Rồi chạy thử. Bên vẽ tôi vào cái line. Coi à? Đưa em coi. Line nó mới nhìn coi nó có nhìn. Rồi pen xem nào. Nhìn thấy chưa? Đấy là pen đấy. Di chuyển về hướng tầm nhìn ngoài đi đâu ấy. Vẽ cho tôi cả sớp tên vừa ấy đã đi lo đang theo là tất cả các theo hết lo pen chuyển về đâu đi vẽ coi chuyển đi à
đi ở đâu mà chạy được. Như vậy là pen là thế, chúng ta thay đổi tham số anh chạy được là e đi e e ít không e ít không đó. Bên phóng to thu nhỏ pen là ngon rồi. Ờ, đến là tắt gì zoom đi đâu đúng không? Vẽ là cái đầu râu rồi mà vẽ là cái đầu đây là vẽ râu ừ lại rồi rồi ban đi ban đi bên chỉ là để kéo về phía cần nhìn làm chưa ông kia làm chưa ngồi ôn áo này chả làm gì cả làm đi không được lúc rồi hả anh tụi em để cắt cơ đầu biết thiếu để làm sao bằng lần trước của mình thiếu tại sao đây có hiệu quả như vậy đúng không nó giống như máy ảnh chúng ta đúng không bởi chúng ta ngắm ở đâu tôi ngắm mũi của cậu thì đấy là cái mũi cậu nó là e đi không trong nhân thực nhưng mà tôi dê là tôi ngắm cái tai của cậu thì đấy là cái tai của cậu nó là e đi không đây là toàn bộ tâm mà mình bằng cái lượng đúng không? Nhưng mà tôi lại fan thì tôi là cái độ trượt đấy là tôi kích hai cái điểm trên màn hình, trượt thì anh nghe thấy không nghe thì không đi một đoạn, một đoạn số ra đấy, số ra đấy bằng hai lần kích trượt trên màn hình đó mỗi lần kích trượt của anh sáng. Nó về chúng ta thực tôi mới thấy chưa? Nói chưa? Tiết kiệm về mấy tiếng. Bây giờ mình đâu thì lại khác. Dù mình đâu thì mở một cửa sổ màn hình ra. Bạn chỉ cần đúng không? Đây cửa sổ của tôi đây mở này, đây đối tượng tôi như này. Thì đầu tiên làm sao e đấy không e đấy không nó chính là tâm của cái cửa sổ màn hình này đúng không? Mà cái cửa sổ màn hình này tôi biết được của nó là gì v v gì x một hai lần đóng chuẩn v y một và v hai v y hai như vậy là gì tâm của cái anh này nhưng mà lại ở trong không gian thực do đó là gì đầu tiên là gì e đấy x không sẽ bằng là gì v e x của đế v x một cộng với v x hai chia hẳn đó bằng e là y không thì bằng là e là y bằng sao v y một cộng với v y hai chia hẳn đây là cái tâm màn hình nhưng mà đây là trong không gian màn hình còn tôi cần là trong không gian thực cơ rồi bây giờ đầu tiên là bạn em mời tôi chọc thì là sau khi cái động tác này thì cái tâm của em này nó về trước mà này đúng không? Rồi bây giờ Zumi đâu đấy chạy cậu lại cho anh đấy nói đây hai cái đóng ngọc luôn đúng rồi rồi xong vẽ lại gọi cam vẽ lại nha đi đó anh dưới pen có đấy ơi cái này sáng tạo gì cả ngay ở dưới cái pen là nó có đấy đấy rồi chạy thử xem nào vẽ từ từ vẽ cho tôi một cái line ở đây này
Lắm đây rồi. Rồi, anh mở cửa sổ này, cảnh này đã về giữa màn hình. Zoom video. Đấy, như vậy là nó về bên ta chỉ về giữa là xong rồi đúng không? Nhưng bây giờ ta là không to lên. Phải có thay đổi cho anh em rồi. Em ở thì chúng ta phân tích này. Thế là sau khi zoom video thì là gì? Cái cửa sổ này chúng ta bình rồi, nhưng mà cái anh này nó phải có mấy cửa sổ này đúng không? Đúng rồi. Từ từ giảm này. Đó. Tức là toàn bộ cái nội dung như tôi có được tròn này sau khi zoom video ở chỗ này là cái cửa sổ màn hình nó lại bùng vào đây. Nhưng mà đây là căn rất chiều cao. Đúng không? Chúng ta làm đây. Cái anh này ta có tính được không? Tính được đúng không? M theo định nghĩa là gì? M theo định nghĩa là bằng một cái giá trị nào đó chia một cái giá trị tương ứng đúng không? Đúng không? Thế thì bây giờ cái đoạn này chúng ta tính được chưa? Cái này chúng ta tính được nó chính là phim view trong hết đúng không? Tính cái đoạn này. Thế còn cái nghe này S là bằng cái gì? Anh nghe nó chính là bằng cái đoạn này đi mở trong không gian thực có đúng nhỉ? Bởi khi nó bùng ra mẹ bùng tường rồi chưa? Bằng lưỡi. Do đó là gì? Cái anh này nó chính là bằng là gì? V I 2 trừ đi V để đi trong này nó. Nhưng mà chẳng biết nhà lớn hay nhà, do đó là phải lấy giá trị gì? Giá trị tuyệt đối, đúng không? Và là phải ánh xạ trong không gian thực, sau đó là để ánh trục y là trục trên trục dưới là bằng đầu đây là chính là chiều dài đấy. Big deal cho phép đúng không? Chia cho APS. Rồi chạy thử về zoom video nó không có lạnh đúng không? F2, F2, F1 là có thể độ thu nhỏ. Xanh fit thoải mái đúng không? Không phải giữa cái này mà là giữa cái khung mà cổ vẽ ra ấy. Giữa khung mà cổ vẽ ra này, đúng không? Và này, đấy. Vẫn chưa vào giữa. Qua nhỉ. Thế là gì? Món võ hiển thị là gì? Thay đổi tham số ánh sáng và vẽ lại. Nhìn này, khung này vào giữa này. Đúng không? Thay đổi, chúng ta có thể thay đổi là M, chúng ta có thể là thay đổi là Edit không, hoặc là chúng ta thay đổi các bạn. Dù zoom in, zoom out, chúng ta chỉ có thể thay đổi M thôi. Pen chúng ta thay đổi Edit không, còn zoom in đâu là chúng ta thay đổi các bạn. Cứ thay đổi xong rồi chúng ta vẽ lại. Có thế đó, đúng là. Nó hiểu ý nhỉ? Cái bó này chỉ có thay đổi tham số ánh sáng. Giống như cái máy ảnh của các bạn này, khi mà các bạn làm sao chụp to, zoom là các bạn thay đổi cái M đấy đúng không? Nhưng mà khi các bạn dê này, đây là cái pen đây này. Được chưa? Thì lúc đấy hình ảnh ở trên cái phim này, cái ảnh của bạn thu được nó sẽ ở vị trí khác đúng không? Một dây ngang này. Điều
人家，我是跟你商量。Đưa đi xuống kiểm tra với anh nào mà không xong là kiểm bền thì không đấy nhá. Vẽ mấy cái tách hiển thị cũng dễ hiểu hơn. Chứ vẽ mấy cái đường line lúc zoom lên mình sẽ bề thì bề bất cứ lúc nào cũng sớm cũng ấy mà không xong thì lấy kiểm bền không được. Mà ngồi chơi ngồi gần cả ngồi cái đâu. Đấy không mà được không tiếp bền một tiếng 23 được rồi. Thế đâu? Đây là anh Tuấn, bây giờ là tư vấn nhảy xuống như kia xe anh nhà chưa xong anh Tuấn. Chưa, nó ở chưa được cốt. Nó ở chưa cốt, chưa lưu. Bây giờ mới vẫn đang chạy nút là của nó gì nhá. Nói sao? Tí nữa nó có cho đã đi đâu, đã lưu đâu. Cái lưu đâu mà có bắp lên cả đấy. Cái lưu mất lại, ok rồi, mất lại. Mặc một cái rồi đấy. Sao nó lại không sao Đúng. M2 là cái chỗ nào? Đây là cái chỗ nào?
Admin. Mở trên hai. Nhân hai là gì? Đấy, cái zoom in là nhân hai. Ôi, những cái đèn hoa và chia hai. Bây giờ chúng ta làm cái hiển thị cuối cùng, tức là zoom extend. Zoom extend là cái zoom mà cho phép chúng ta là đưa cái đối tượng về màn hình. Ở hướng đang ở đâu đấy là chúng ta đưa về màn hình. Để ví dụ như là chúng ta có một tấm đối tượng này, thì đầu tiên chúng ta phải xác định cái hình chữ nhật vừa khít bao kín dành này, được không? Thế cái anh này, cái hình chữ nhật này nó được đặc trưng bởi cái tọa độ gì? À, tức là ở đây là gì? Đây chính là giá trị min và max của nó, đúng không? Đấy. Tức là chúng ta phải tìm trong cái đống tọa độ của chúng ta, tức là đống đối tượng chúng ta, anh nào là cái giá trị x min, y min và x max, đúng không? Đấy, hay nói khác, chúng ta phải đi tìm cái anh e là x min, e là y min và anh e là x max. Giả sử chúng ta đã tìm được cái này rồi thì cách chúng ta zoom cũng tương tự như là zoom in đâu. Đầu tiên là gì? Chúng ta e là x0 đấy, bằng là gì? Cái anh này chia đôi. Nhưng mà vì ở đây là gì? Nó đều ở trong không gian thực, chúng ta không cần phải ánh sáng, đúng không? Cái cửa sổ màn hình như này đấy, thì chúng ta sẽ là gì? E là x min cộng với e là x max chia 2, e là y không bằng e là y min cộng với e là y max chia 2, và m của chúng ta cũng tương tự như vậy là preview giống hết, đúng không? Hết ở đây nó chính là bằng gì? E L I max trừ đi E L I min. Max luôn lớn thì chúng ta cũng không cần phải đối tượng. Rồi bây giờ cái thủ tục này đi tìm thì tôi sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta khai ở trên phần general bốn cái biến này chúng ta cần tìm. Dạ. Đấy, rồi, đây, cái này. Đi với tôi. Đấy, cái giá trị này là cái giá trị giới hạn của bản vẽ, đúng không? E đấy, xin. Đã đầu R thì chúng ta phải. Rồi, bây giờ chúng ta vào cái ghép, vào cái zoom extend. Đấy, giả sử chúng ta đã biết rồi thì chúng ta chỉ được thay đổi các giới trạng vô hóa luôn, e là x không bằng, đó. Chết nhỉ. Mình biết gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mà vậy là thay đổi thân số xong chúng ta lại vậy là rồi vấn đề mấu chốt đây chúng ta phải đi tìm ra hạ bốn cái giá trị này có đúng không nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta có một cái sắp một cái sớp là chuyên môn đi tìm cái bốn giá trị đấy thôi. Mà tôi đặt cái sớp đấy là ghét nguyên mắc đấy thôi. Nhiệm vụ cái anh này nó chỉ có đi tìm bốn cái anh này. Sao đây có sao đây? Nhưng sau khi chạy cái sớp này là nó sẽ tìm ra bốn cái anh đấy. Hiểu ý nhỉ? Rồi bây giờ giả sử chúng ta đã xây dựng rồi thì bây giờ chúng ta phải gọi anh để tìm nó trước đã. Đến đây trên đây. Rồi, gọi cho hàng ghét mắc ạ. Các bạn ghét mình mắc. Patron luôn. Rồi. Rồi, nó không có ấy rồi. Bây giờ. Đấy giả sử chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu tìm cho điểm này. Bên đầu tiên chúng ta đi tìm cái anh Eric Smith cho điểm thì trước hết là chúng ta phải duyệt từng điểm rồi với chúng ta mới thấy cái giả sử chúng ta có rất nhiều điểm thì đây là cái giá trị Eric Smith. Thế nhưng mà khi chúng ta tìm thì chúng ta làm nào? Bây giờ ví dụ đây điểm 1, đây điểm 2, đây điểm 3, vân vân. Đây điểm y đúng không? Thì đầu tiên chúng ta lấy một cái giá trị E là X min là cái cực lớn. Đúng không? Sau đó chúng ta so sánh từng điểm 1, tức là E là X y. Đúng không? Nếu mà nhỏ hơn E là X min. Nếu làm sao? Nhỏ hơn X min. Nếu mà nhỏ hơn E là X min thì lúc đó là R thì đúng không? Thì lúc đó min nó nhảy về canh y đấy đúng không? R min bằng R min sẽ bằng là R min. Anh nhớ tôi biết nó ngược lại tí chưa? Nếu R min mà lớn hơn R min thì Rx min bằng này được đúng không? Hiểu chưa? Và khi chúng ta duyệt hết cái điểm thì lập tức là chúng ta sẽ tìm ra điểm này. Đấy nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta một lần nữa này cho Rx min bằng một giá trị cực lớn. Cho đây Rx min bằng về giá trị tôi lấy giá trị là 10/30 cho nó lớn, không có tổng nào lớn như thế đúng không? To thật lớn các bạn. 10/30 là gì? 1 E cộng 30 E cái anh này cộng không cần phí hoa tự động nó sẽ đâu cộng 30 rồi em ra đấy như vậy đấy là 10/30 đấy đúng không? Không có tọa độ, tức là tọa độ chất địa chúng ta không có cái món nào mà đến 10/30 đâu. Hiểu ý không nhỉ? À, thì coi cái anh này là lớn rồi, bây giờ duyệt từng điểm là gì? Khai báo cho tôi một biến y chạy, biến y nhỏ. Ê, cứ chỉ ra lệnh mà làm thôi, khai báo cho tôi một biến y chạy rồi. Duyệt cho tôi tất cả các điểm. Co. Điểm ấy một e cứ để bây giờ hồi xin thế tuyệt từ điểm số điểm nó là gì nó có một biến để kiểm tra cái số lượng điểm là gì coi gì rồi cứ thế nó cá ạ nách luôn rồi bây giờ em đây này em đây rồi bây giờ ghi này nếu như là gì ít rồi
E đấy Smin có mà lớn hơn. À, bây giờ đó là danh sách quay. 3, 4. Sách liên quan nó có chỉ số đi trong hoạt động mà ngoài nó mọc kim chín mươi chấm rồi đấy thì Erismin bằng rồi, như vậy là ta đã tìm được, nếu chạy hết canh này là ta tìm được canh Eric Smith. Đúng không? Tương tự như vậy làm đối với anh R. Emin. Đầu tiên cũng là để R. Emin bằng một số cực lớn. Bây giờ đây, xong rồi, xong Eric Smith rồi. Vậy đến Eric Smith tương tự, bây giờ phải dịp động não suy nghĩ, đúng không? À. Ngay đây này. Enter luôn đúng không? Cái này. Chào. Chị cũng như duy trì gì. Giống này đúng không? Đấy. Đây là gì? Đây là gì? Trên lấy thì dưới là y. Đúng không? Rồi tương tự như vậy, ta lại đi tìm anh E này đi tích mắt. Tích mắt thì làm người vậy. Đây không. Đây 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 đây. Lấy cái này tích mắt thì phải cho một số cực nhỏ, lấy cái số này cho số trừ trừ văng ra đằng kia. Trừ nhưng mà trừ thế đấy thôi, nhưng mà trừ kia trừ trừ đấy trừ trên số một đấy, trừ trên số một đấy. Rồi, anh này cũng tương tự nhưng mà chỉ gọi thế dấu ngược lại. E L X mắt trên là lớn hơn thì bây giờ phải sao? Nhỏ hơn. Tương tự như vậy ta lại làm đối với E L X mắt. Được chưa? Ở đây. Được chưa? Rồi. Chúng ta phải đặt rồi ạ. Đối với like thì ta làm giống quay. Like nó chỉ khác thì nó có hai đầu, đúng không? Copy toàn bộ cái này. Ta sửa đi tí thôi. Không. Từ for for nữa. Đặt từ C. Đặt từ V. Đặt từ V nữa. Rồi. Bây giờ đây là gì? Like cảm. Này. Rồi, đây là danh sách gì? Danh sách like.
Đây cũng thế. Đây cũng như vậy, đúng không? Cứ trong có kỳ. Đây rồi, cứ nói rõ tốt không thì có đề. Chỉ có là cho nó tăng tốc độ đấy. Ở chỗ này thì bạn chưa có gì nữa. Đây việc một đầu, đúng không? Đầu nữa. Bây giờ copy toàn bộ cái này xuống bên dưới. Đây, copy số 1 đây này. Căn số 1 đến số 2. Căn đường C, căn đường V, căn đường V nữa. Rồi bây giờ bốn cạnh cuối cùng thì 1 đến 2. Đúng không? Bên kia thế. Rồi mình chạy thử. Ấy vẽ tôi vào vài cái line, vẽ tôi vào cái quang zoom expand xem nó ra cái gì. Đấy, đúng không? Bây giờ văng cho nó ra ngoài màn hình, zoom nó lại vẫn chui vào, đúng không? Cứ cho nó ra hết. Đấy. Thấy chưa? Tức là ở đâu nó cũng vẫn vứt về màn hình. Hiểu ý không nhỉ? Thế như vậy là toàn bộ hệ thống hiển thị của chúng ta là đã ok, đúng không? Về làm tiếp cho tôi cạnh sân gần cạnh cách, đúng không? Anh quay lại, kính chào. Được chưa?